ăn một cà phê ạ. Dạ, con mời con tôi ạ. Ta bị bệnh hút mà ăn uống nhiều đạm thì chết à. Đi qua sảnh ăn nhưng nhà con thích idol đặc sản cho con sang mồm ạ. Sang cái mồm nhưng nó khổ cái chân. Đẹp lắm ấy, nhưng không xoay được. Đã có Gout Maxx Pro dành cho quan đây ạ. Gout Maxx Pro dùng cho người bị gút, hỗ trợ làm giảm sưng đau nhức viêm các khớp do gút, hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, hiệu quả sau 3 năm ngày sử dụng ông ạ. Có Gout Maxx Pro không có sợ đau nhức do gút nữa hả? Uống vào ta ăn uống thoải mái. Thực phẩm này không phải là thuốc, nó tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đúng rồi, Gout Maxx Pro hiệu quả thật, không còn đau nhức nữa. Được, sau đợt này ta sẽ phong chức cho nhà ngươi. Gout Maxx Pro dùng cho người bị gút.